Số báo danh 099 Lã Thị Kiều Anh. Mời bạn. Giám khảo của em là tiến sĩ nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là: theo bạn, cuộc sống của ai dễ dàng hơn, phụ nữ hay là nam giới? Em xin được trả lời câu hỏi của mình ạ. Đối với em, đàn ông hay phụ nữ, mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận hoàn thiện bản thân thông qua việc học tập, rèn luyện, trau dồi bản thân, bồi dưỡng về tâm hồn. Bên cạnh đấy, em nghĩ mỗi người đều phải có một cái tâm sáng. Tâm sáng sẽ làm cho vẻ đẹp trí tuệ và vẻ đẹp ngoại hình của chúng ta ngày càng lấp lánh và tỏa sáng hơn. Bản thân em được tạo hóa ban cho là một người phụ nữ, và em xin tự hứa sẽ có trách nhiệm để trở thành một người phụ nữ tốt, một người phụ nữ có vẻ đẹp, hoàn thiện ở cả ngoại hình và trí tuệ và tâm hồn ạ. Em xin hết ạ. Xin được chúc mừng cho thí sinh với số báo danh 283 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đó là ai ạ? Đó là nhà biên đạo múa Trần Lily ạ. Chào Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Câu hỏi của bạn là: theo bạn, điều gì làm người con gái Việt Nam không bị lẫn với những cô gái khác trên thế giới? Em xin được trả lời câu hỏi của mình. Điều mà làm người phụ nữ Việt Nam khác với những người phụ nữ khác trên thế giới, đó là sự hy sinh. Bởi vì từ nhỏ em đã được nghe mẹ kể về những người Việt, phụ nữ Việt Nam anh hùng đã luôn hy sinh về những người con, những người chồng của mình để ra chiến trận, luôn cố gắng dành hết tâm sức của mình để chăm sóc, lo toan cho gia đình. Và một điều nữa làm người phụ nữ Việt Nam khác với những người phụ nữ khác trên thế giới, đó là sự dịu dàng, vẻ đằm thắm và nét duyên dáng ngầm. Em xin hết ạ. Số báo danh 858 Nguyễn Lâm Diễm Trang. Mời bạn bước lên. Dạ, vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em, đó chính là nhà thơ Hữu Việt. Câu hỏi của tôi dành cho bạn là như thế này ạ. Bạn suy nghĩ gì về xu hướng tôn thờ thần tượng thái quá của một bộ phận giới trẻ hiện nay? Dạ vâng, em xin trả lời câu hỏi của mình. Với em là một trong những người trẻ thì chắc chắn trong những bước đầu thì chúng ta cần những định hướng. Và khi đó thì những người thần tượng thật sự có ích, bởi vì họ là động lực giúp cho chúng em có được những định hướng nhất định trong cuộc sống và để chúng em noi theo để trở thành được thành công như họ. Nhưng hiện nay có xu hướng là thần tượng một cách thái quá, thì em nghĩ rằng là khi chúng ta thần tượng ai thì chúng ta phải xem xét rằng chúng ta thần tượng họ bởi vì điều gì? Vì tài năng, vì trí tuệ của bản thân họ hay vì những hào nhoáng bên ngoài? Chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ, vì tuổi trẻ chúng ta cần có một bản lĩnh để chọn cho mình một thần tượng. Và chính vì thế em nghĩ rằng nếu chúng ta có được một thần tượng tốt và một thần tượng đúng thì ắt hẳn chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. Em xin hết. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thanh Tú với số báo danh 268. Giám khảo đếm nhận câu hỏi là Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân ạ. Xin mời Ngọc Hân. Thanh Tú thân mến, ngay bây giờ thì Ngọc Hân sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Nhiều người cho rằng một người phụ nữ đẹp cần hội tụ hai yếu tố, đó chính là hình thức và trí tuệ. Theo bạn thì người phụ nữ đó đã xứng đáng trở thành hoa hậu ấy chưa? Và tại sao? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp trí tuệ đối với một người phụ nữ là vô cùng quan trọng. Thế nhưng còn một vẻ đẹp nữa mà theo em nghĩ đó là vẻ đẹp quan trọng nhất, đó chính là vẻ đẹp tâm hồn. Cũng như trong lời bài hát, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Khi có tấm lòng thì chúng ta có thể làm cho vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp trí tuệ hội tụ với nhau và khiến cho vẻ đẹp của người phụ nữ trở nên tỏa sáng hơn. Em xin hết ạ. Với số báo danh là 289 Nguyễn Trần Huyền My. Huyền My, ai sẽ là giám khảo? Hỏi bạn ạ. Tiến sĩ nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ạ. Câu hỏi của em là: trong vòng chung kết, em đã mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng và cùng các thí sinh khác hát bài Tổ quốc gọi tên mình. Em nghĩ gì về khoảnh khắc đó? Sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Đến bây giờ em vẫn nhớ nguyên cảm giác xúc động khi được mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng, hát bài Tổ quốc gọi tên mình ở một địa danh giàu tinh thần cách mạng như ở Phú Quốc.
Đó cũng chính là lời khẳng định của 38 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014, quyết tiếp bước truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang để có thể bảo vệ lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc thiêng liêng này ạ. Em xin hết ạ.